dù có bị bánh răng có bị vỡ đúng không, bánh răng có bị vỡ mà tảng trôi thì đến điểm cuối thì cái đấy cũng là cái thành chơi chống rơi cuối cùng, chống rơi cuối cùng. Hai góc thứ hai. Bạn này hai dân nữa chúng chơi cũng buồn hết chân như thế này hết chân hết luôn nghe là còn cũng sưng như này với tay nghề là nghề của anh khá bỏ 3 phút đến 5 phút rồi toàn hết luôn không còn cái gì rồi. Còn là đây là ta đang xịt cắt tay. Lên xuống bằng cái cả cái. Cái này các anh là quen rồi đúng không? Lên xuống. Có ở trên tay tay lắc này có 2 vị trí quá. Tay đúng này các bạn được không? Đúng này bạn được. Cái này là đảo tay, đảo chiều, đúng không? Đảo chiều. Đấy. Cái này là tay gần như là hầu như chúng ta chỉ cần nhìn qua là chúng ta đã học được trước một cái là chúng ta sử dụng ngay. Cái này là rất là hữu. Nó làm việc ví dụ như làm việc trong một khoảng cách thấp nhẹ nhàng thì sử dụng cái này rất hiệu quả. Còn nếu như làm việc với hố sâu thì bắt buộc phải có 2 người. Bắt buộc phải có 2 người, một người là buộc cáp xi nhan và một người là vận hành. Trước đây có anh nào được học ở cầu trục chưa? Cầu trục hoặc là thiết bị nâng khác liên quan đến những cái thiết bị mà có chiều cao nâng. Hai anh được học cầu trục chưa? Không. 2018 thì nghĩa là các lớp liên quan đến vận hành cái cầu trục cái gì đấy đúng không? 2018 thì cái đợt bật chức chắc là cái anh này thôi chắc học xong làm việc đấy đấy sao? Học xong rồi lên làm cán bộ. Thank you.
kẹp chúng ta xử lý. Đây là Palanxit điện thì nó cũng giống như Palanxit điện, Palanxit cáp, nhưng nó khác với một cái. Đấy là nó có cái mũi treo xích, mũi treo xích. Rồi ta sẽ học để chỉnh phanh điện tử. Đã anh nào khám phá cái phanh điện tử này chưa? Bác nào mà vận hành cầu trục ấy, thì kiểu gì cũng được khám phá cái cái nguyên động cơ dẫn động, rồi xem khoa của ba lăng vẫn chưa được sờ vào cái mà cái này chỉ có đến vận hành xong rồi đó. Ở đây là chúng ta không được học trước đó, chúng ta mới chỉ mang tính chất là chúng ta mượn đầu tư để chúng ta vận hành, đúng không? Có sửa chữa không? Các anh nào sửa chữa cầu trục ở bên sửa chữa này rồi? Nói hai là hạ lại hai ba ngày. Hai bác đã bao giờ sửa cái động cơ đấy chưa? Động cơ chưa, quay điện từ nó cân cũng phải làm đúng không? Cân gì cũng phải làm, cân trôi cũng phải làm đúng không? Trôi là cái tên gọi là cân phanh. Nếu như mà lên tải khi dừng rồi mà tạo được cái chuông thì là do cái này, do thế này. Phanh này người ta gọi là phanh trường động, phanh trường động mất điện đột phát là phanh ngang ngang. Nhưng trong nguyên lý của điện, nếu động cơ lan chạy cắt điện đột ngột mà dừng luôn thì xảy ra hiện tượng gì các bạn? Nó sẽ xảy ra hiện tượng dư và sinh nhiệt trong động cơ. Nếu như hoạt động nhiều, hoạt động liên tục thì sẽ cháy, sẽ cháy động cơ. Ở cái chủ điện của cái cầu trục đấy bác đã mở ra bao giờ chưa? Bên điện người ta làm cái động cơ này sẽ được nối song song với một cái, đấy là cái trục và người ta gọi là cái chở. Liên quan đến vấn đề điện áp dư hoàn toàn được giải phóng thành nhiệt năng ở cái cục trần ở dưới tủ điện. Nếu không có cục đấy thì cái động cơ của chúng ta cháy rồi. Nếu là công ty các bác cứ mở tủ điện ra là thấy bao giờ thế, đối với cầu trục, nhất là đối với cái ngân hàng thì bao giờ tôi nghĩ rằng mất điện hoặc là chúng ta dừng đóng một phát là dừng động cơ ngay, năng lượng dư thừa rất là nhiều. Để chúng ta hết sức lưu ý như vậy. Đây, về ba lăng xích điện này có túi xích này, dây xích này, con chắc động cơ nó có cây này đây, đây nó có giống cầu trục không? Còn đây là ba lăng cáp điện, cáp điện về nguyên lý thì động cơ sẽ có một số hộp giảm tốc sang tan quân và đi xuống quân. Một đầu cáp được cố định ở trên thân. Đôi khi cái đầu cáp này này chính là cái báo tải trọng, chính là cái cân luôn. Cân này nó sẽ báo được tải trọng, G này là bao nhiêu, cũng quá tải hay không. Chính cái điểm cuối này là cái tensor, là cái bát xeo cân luôn cái tải này, nó có bị phá tải hay không. Nhưng mà thường thường mình ở Việt Nam mình thì có những cái máy từ năm 80 trở về trước, bây giờ thì an toàn liên quan đến cảnh báo
gần là cũng không còn. Hoặc có chăng thì gần như là nó tắt hết rồi. Người gần thì khôn lắm, những cái gì mà không cần thiết là chúng ta cắt ngang, đúng không? Đối với các tăng công tác này dẫn động bùi thì có rất nhiều cách mặc cáp khác nhau để cho giảm. Bây giờ một sợi cáp này là chỉ được 5 cân, đường kính khoảng 21 mm. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn giảm được cái cáp này xuống 16 mm, mà cái cáp đấy chỉ chịu được 3 tấn thôi, thì chúng ta phải làm gì? Ta thêm bùi đúng rồi, tăng bộ số cáp lên, không phải là hai sợi này chừng nữa mà chuyển thành 4, 6. Đấy, thì chúng ta sang tăng số lượng bùi bộ số cáp tăng lên thì sẽ giảm được tải trọng cho chính cáp này, chính cáp này. Trong ngành lắp ráp chính xác, cơ khí chính xác chúng ta thì đôi khi cái bùi chúng ta thì 4 bùi làm sao để chúng ta thứ nhất là tăng tải trọng, thứ hai là tốc độ lần chúng ta giảm rất nhiều, chúng ta phải tinh chỉnh theo dạng mm. Đôi khi cái cầu trục của các anh cũng muốn tinh chỉnh thì các anh làm cái gì, hành động như thế nào, bác và hai bác là hai vận hành nhờ cái cầu trục ở xưởng, muốn tinh chỉnh thì các anh làm cầm cái kính thần chúng ta gõ tạch một cái, đúng không? Mổ thôi, cũng mỗi phương pháp đấy. Nhưng với thiết bị hiện tại thì bây giờ khác, có thể điều khiển 2 cấp, có nhiều thiết bị hiện tại nữa có thể 3 cấp, chạy một nguyên tần thì có thể 4 cấp, nhiều tốc độ khác nhau, nhiều tốc độ khác nhau. Đấy là đối với pha lê cấp điện. Đây chắc là chỉ có mỗi hai bác này khám phá cái món này đúng không? Cân phanh ở phía đằng sau cơ này, cân phanh chống trôi đạp khí này. Đôi khi có một số loại pha lăng ấy, họ không đạt được mũi động cơ mà họ đạt mũi của động cơ, vẫn là trên cái trục của động cơ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì moment phanh đối với cái trục này là nhỏ nhất. Khi bây giờ chúng ta đã phong phanh ở cuối của động cơ ở mặt tang chẳng hạn, moment phanh lớn, chúng ta lúc đấy là chúng ta phải cho cái phanh áp lực rất là lớn vào cái phanh được đấy. Đây, đừng có hoạt động phanh ấy. Cái tay này để làm gì các bạn? Cái cài. Ở đằng sau cái động cơ của anh có thấy cái cài này không? Để vừa đây không? Không có ạ. Cái này là để giải quyết khi hàng đang nâng nhưng xảy ra hiện tượng mất điện. Cái này là nhả phanh bằng tay. Đấy, để hạ tải. Chính cái này. Chứ bây giờ hết ca làm
việc rồi, chúng ta đang nhân vào lên đến 3 mét rồi, chúng ta có thể ở đấy, xong rồi chúng ta chờ có điện đến xong xong có điện thì nguy hiểm chính là thiết bị của con người. Thì cái này nó giải quyết được vấn đề này, giải quyết được vấn đề. Trong quá trình vận hành hai bạn đã bao giờ bị mất điện chưa? Nhiều. Thì nhiều. Thế anh sẽ xử lý nào? Chờ nó điện này. Lên nhà đấy thì bác nói sớm thì không phải tốt đâu, giống nghề quá, chia sẻ cho anh em biết chứ. Đang phải lên cứu nhiều, lên cứu nhiều, cứu ngay đi cô. Bắt buộc phải hàng khi đặt đèn treo. Cái đấy thì đơn giản không, lấy cái tay công nhỏ đợi các bạn ra, hành trình nó rất là ngắn. 1 mm là có thể là hạ rồi. Nhưng mà đừng các bác cái giật, đừng có giật một phát cho nó rơi hạ rơi nặng. Người ta phải từ từ nhẹ nhàng, là hạ phanh nhẹ nhàng. Thế này, thực sự cái đấy là kinh nghiệm của người vận hành, kinh nghiệm. Còn nhiều người mà mới tham gia cũng chỉ biết chức năng như thế, chúng ta làm ẩm một phát rơi nặng xong, hỏng luôn đồ hàng. Trường hợp đấy có chứ. Nếu như chúng ta không biết